Chào mừng bạn đến với kênh Góc Bóng Đá, nơi tổng hợp những tin tức hay nhất của làng Túc Cầu. Sau Mesurazin, làng Túc Cầu tiếp tục tạm biệt một số 10 kiệt xuất khác được mang tên Cesc Fàbregas. Thời kỳ đỉnh cao, Ozil và Fàbregas được coi là những ông vua kiến tạo. Cả hai đều có những màn trình diễn tuyệt vời khi còn chơi bóng tại Premier League. Fàbregas ở mùa 2014-2015 và Ozil ở mùa 2015-2016 là những phiên bản tốt nhất của họ. Ở mùa giải 2014-2015, chứng kiến Cesc Fàbregas bùng nổ hơn bao giờ hết. Dù thành danh ở Arsenal và đến khi chuyển tới Chelsea thông qua Barcelona, những con số kiến tạo của Fàbregas mới thực sự tăng vọt. Fàbregas có tới 18 pha kiến tạo tại Stamford Bridge trong mùa giải đầu tiên khoác áo The Blue, tiến sát kỷ lục 20 pha dọn cỗ trong một mùa giải của Thierry Henry. Mesut Ozil cũng tạo nên câu chuyện tương tự tại Arsenal ở mùa giải kế tiếp. Ngôi sao người Đức khép lại chiến dịch 2015-2016 tại Premier League với 19 pha kiến tạo. Đáng chú ý, Ozil cán mốc 16 pha kiến tạo chỉ trong 18 trận ở mùa giải đầu tiên. Tỷ lệ kiến tạo của cả hai có sự tương đồng, trong khi Ozil có hơn một pha kiến tạo trong mùa giải 2015-2016 so với Fàbregas ở mùa giải trước đó. Cựu sao Real Madrid ra sân nhiều phút hơn. Số liệu thống kê cho thấy rằng cựu tuyển thủ Tây Ban Nha trung bình có một pha kiến tạo sau 160,6 phút, với Ozil là 160,5 phút một pha kiến tạo. Khi xét đến câu chuyện về chân truyền hay nhất lịch sử Premier League, rõ ràng không thể bỏ qua được Mesut Ozil và Cesc Fàbregas. Cả hai đã mang tới những cảm xúc trên sân chỉ bằng những đường chọc khe hoàn hảo. Ozil và Fàbregas đều có một sự nghiệp rực rỡ. Thế nhưng đoạn kết trong sự nghiệp của họ có thể coi là không được viên mãn. Tiền vệ người Đức còn không là chính mình kể từ khi rời khỏi Emirates, anh lận đận ở Fenerbahce trước khi tuyên bố giã từ sân cỏ. Với Fàbregas, anh để lại những năm tháng đỉnh cao tại Stamford Bridge khi chuyển tới Monaco. Thời gian ra sân giảm dần, tiền vệ tài hoa một thời biết rằng bản thân đã chạy đến hướng. Fàbregas lặn lội sang câu lạc bộ Serie B Como và rồi chấm dứt sự nghiệp 20 năm tại đây. Tuổi tác và chiến thuật đã thay đổi trong bóng đá hiện đại, khiến cho những số 10 như Ozil hay Fàbregas ngày càng ít đại diện hơn. Ozil và Fàbregas có quyền tự hào với những thành tựu mà mình đã đạt được, nhưng cách mà cả hai khép lại sự nghiệp có thể khiến cho nhiều người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối. Video được tài trợ bởi FB88.